Sáng ngày 11 tháng 7 diễn ra ngày thứ hai của kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10. Trả lời chất vấn tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm cho biết, tuyến metro số 1 là một công trình trọng điểm quốc gia, dự kiến hoàn thành trong năm 2023 và bắt đầu vận hành vào năm 2024. Đối với việc thu phí, đã có mẫu thẻ IC thông minh được công bố để sử dụng trên tuyến đường sắt đô thị metro số 1, giúp tối ưu hóa việc vận hành tuyến metro. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguồn vốn đầu tư mới chỉ đáp ứng được 30% quy hoạch. Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra nhiều giải pháp khác nhau để phát triển hạ tầng giao thông, bao gồm hình thức đầu tư công tư PPP. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ thúc đẩy phát triển giao thông TOD, mô hình phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng, để tận dụng hiệu quả các quỹ đất ven các dự án và tạo nguồn lực đầu tư cho sự phát triển. Một số dự án được nhắc đến bao gồm cải tạo kênh Tham Lương Bến Cát, rạch nước lên, các tuyến metro và đường vành đai 3. Thành phố cũng nhận định phải có giải pháp về thể chế và tại nghị quyết 98/2023/QH15 đã có nhiều cơ chế để phát huy nguồn lực. Khi có nguồn lực, có dự án thì phải triển khai nhanh. Vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh có dự án điển hình trong triển khai là dự án đường vành đai 3. Thành phố cũng đã chỉ đạo phải nghiên cứu tinh thần, cách làm từ dự án này để đẩy mạnh triển khai nhanh các dự án khác. Về các dự án giao thông tại huyện Cần Giờ, ông Trần Quang Lâm cho biết, huyện Cần Giờ có điều kiện thuận lợi để phát triển giao thông xanh và trở thành thành phố du lịch. Hiện tại, các cơ quan chuyên môn đã hoàn thành phần lớn việc lập báo cáo tiền khả thi cho dự án và đang cùng huyện Cần Giờ rà soát chi phí giải phóng mặt bằng. Dự án dự kiến sẽ có quy mô đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng, sẽ được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua chủ trương đầu tư vào cuối năm 2023, với kế hoạch khởi công xây dựng vào ngày 30 tháng 4 năm 2025. Song song đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tiến hành nghiên cứu cho dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối của huyện Cần Giờ. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đang tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch chuyển đổi phương tiện, khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm cho rằng, tiềm năng phát triển đường thủy trong vận tải hàng hóa, hành khách là rất lớn. Đồng thời khẳng định, phải phấn đấu rất nhiều mới phát huy được hết tiềm năng trên bến dưới thuyền. Hiện Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với Sở Du lịch bàn giải pháp phát triển giao thông đường thủy. Đến năm 2025, có ít nhất có 5 tuyến giao thông đường thủy.